Thưa quý vị, trong 2 ngày 23 và 24 tháng 2, Chi cục Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức bàn giao thiết bị, vật tư phục vụ hoạt động sản xuất cho các cơ sở thuộc lĩnh vực ngành nghề nông thôn tại huyện Long Điền, Đất Đỏ và thành phố Bà Rịa với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng. Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh đã bàn giao máy rửa cá, máy trộn xay cá cho 3 hộ chế biến chả cá tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, trao một máy ép nồi hấp bánh hỏi cho một hộ sản xuất bánh hỏi tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền và trao một máy lọc rượu, một máy nấu rượu cho hai hộ sản xuất rượu tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Những hỗ trợ của Chi cục Phát triển Nông thôn với các cơ sở công nghiệp nông thôn nhằm tiếp sức cho những ngành nghề nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát triển bền vững, phát triển gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới